tôi tham gia trồng keo là năm 96-97. Chu kỳ trước thì thường thường chúng tôi trồng là từ 4 đến 5 năm thì sẽ thu hoạch. Về chất lượng gỗ thì nó không được tốt lắm vì tuổi thọ nó đang còn nhỏ. Sau khi mà thu hoạch gỗ keo xong á, thì cứ theo cái thói quen của chúng tôi là đốt rừng sau khai thác. Nhưng mà sau này thì mới biết cái tác hại của nó. Bắt đầu mà 2007 chúng tôi xây dựng cái kế hoạch là trồng rừng 8 đến 10 năm mới thu hoạch. Nó gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà tôi có một cái quyết tâm rằng là để rừng nhịp càng nhiều tuổi thì rõ ràng cái lợi nhuận về kinh tế nó càng cao. Năm 2010 thì chúng tôi cấp được chứng chỉ FSC, các cái nhà thu mua đến thu mua cái lượng gỗ rất lớn. Nhưng mà do chúng hộ gia đình chúng tôi thì không có đủ, cho nên buộc chúng tôi phải thành lập nhóm hộ để có một cái tập thể lớn và có một cái lượng gỗ lớn để bán cho những nhà thu mua. Tôi khai thác 8 đến 10 năm thì tôi giảm cái chu kỳ khai thác đi. Thì tôi thấy rằng là cái độ che phủ trên đất nó tốt hơn, mực nước ngầm nó sẽ tăng lên, sông suối nó sẽ có nhiều nước hơn. Trong tương lai thì trước tiên gia đình tôi sẽ duy trì lâu dài về cái chương trình trồng rừng bền vững này. Tôi cũng muốn rằng là vận động được rất nhiều người tham gia cùng tôi để tạo ra một cái vùng nguyên liệu lớn để cho các nhà thu mua họ đến với mình. Từ khi tôi trồng gỗ bền vững thì rõ ràng là cái kinh tế của tôi là nó cái thu nhập cao hơn, cho nên cải thiện được cuộc sống, có tiền là nuôi con ăn học, rồi xây dựng cơ bản và có một phần tích lũy để cho tuổi già. Nói tóm lại là tôi đã vượt được level.